Hello, welcome back. Chúng ta sẽ chơi Home Run. À, Hunikin đây. Chúng ta sẽ đi cùng với Cyber Đại cả bot biết ngay chuyên gia câu bot oh no save me. Tiếp tục bị chấn thương, chúng ta sẽ thả con raccoon này. Thì rồi, nhiều vàng quá, mày đưa ba càng mang đi đựng vàng. Ui nhờ. Ê, chúng ta sang Slap King. Tăng sức mạnh, tăng máu. Boss đang có lượng máu là 1500. Ui dồi. Chúng ta phải mất tận 3 phát tát không trượt phát nào thì mới có thể win. Ui ui win rồi. Chỗ này tát phải chuẩn. Chúng ta tăng sức mạnh máu này. 1.700 thì cho là 600 mỗi lần một phát nhân 3.800, ok tát chuẩn là được. Ô mèo ơi, bên đối phương tát phát hết nửa cột này. Giờ gì có tăng máu nữa. À, hy vọng. Ăn rồi. Tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Win rồi đấy. Bây giờ hết người ta đi tắt tivi. Tắt được cái này rồi. Chơi cho Glack nâng cấp này.
Ồ, mất con đầu đàn rồi. Một đầu bốn năm ăn được rồi. Có khiên, có giáp rồi. Sống sót cuối cùng luôn. Mấy pha hết sợ rồi. No one can mess with my equipment now. My beautiful hair. Everyone must be jealous. Thank you.
ta phải xuống cái khu nhà thế này cơ. Stay out of my house, you little brat. À, không biết có nên điều mạng nhau nhỉ? Rồi, thành công rồi đấy. I will hate you by your tail, you rat! Gửi tặng cho thanh niên này quả bom này. Yeah. Ôi. Yeah, chúng ta có găng tay thả nốt này. Chà, tác dụng gì à? À, có gậy thiên thạch. Có gọi thiên thạch này. Ôi, găng tay không làm được gì cả. Okay, you're gonna sound Spider-Man. I'm just... My problem is that I don't... Oh.
That's the ship. Don't let it pass. You ain't so tough. You bulletproof? Nhận được từ chương mới à? Không có súng là xài được hết. Hai map giống hệt nhau luôn, khác nhau mỗi màu nước. Wow.